và chúc một ngày tốt đẹp đến với tất cả mọi người chúng ta. Mong rằng các bạn vẫn còn muốn đồng hành cùng MC Johnny N, Thu Nien, podcast. Nơi mình chia sẻ những món ăn truyền thống Á châu đến người châu Âu thông qua nhiều ngôn ngữ. Nơi mình đang cư ngụ ở Na Uy thì mình cũng đã từng làm thông dịch và mình cũng từng học nấu cũng như đã và đang nấu mỗi ngày. Vào năm 1980 mình cũng đã là bếp phụ ở Nhật Bản, trưởng bếp là người Nhật Bản. Kênh MC Yoni N, Thu Nien, podcast mới thành lập nên còn rất vụng về trong vấn đề nội dung cũng như kỹ thuật. Nhưng, mình vẫn mong rằng mọi người ủng hộ kênh MC Yoni N, Thu Nien, podcast này, bạn nhé. Chung thích, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ. MC Johnny N, Thu Ni -en, Podcast. Chào thân mến. Hôm nay, ngày 9 tháng 4 năm 2023 là ngày chủ nhật đầu tiên của lễ Phục sinh bên Na Uy. Ngày lễ hôm nay được gọi theo tiếng Anh là First Easter Sunday. Thông thường những ngày này, vào bữa ăn chính thì họ nấu hay nướng món thịt cừu. Có đa số những người Na Uy, họ lợi dụng ngày lễ Phục sinh để họ đi nghỉ hè ở nước ngoài. Ví dụ như họ đến những nước Á châu nơi họ có thể tìm kiếm năng lượng mặt trời. Đối với mình thì mình đã về lại Na Uy hồi tháng Giêng năm nay nên lễ phục sinh năm nay mình ở nhà. Hôm nay mình chợt nghĩ đến món cơm tấm bì. Món cơm tấm bì đòi hỏi thời gian và qua nhiều công đoạn nấu, nướng, chiên và trộn bì. Thôi thì mình chọn một trong những công đoạn nhanh nhất, đó là sườn non nướng với gia vị xá tế. Nếu mình không ăn hết phần sườn non nướng xá tế, thì mình để dành và bảo quản cho đến ngày hôm sau, rồi mình làm thêm chả hấp và bị trộn với cơm tắm. Thế là mình có món cơm tắm bì cho ngày hôm sau. Sườn nướng là một món ăn bắt nguồn từ sản phẩm của động vật. Để có món ăn sườn nướng ngon thì có nhiều cách ướp khác nhau và tùy theo khẩu vị hay tay nghề nấu nướng của đầu bếp. Nhưng, tự chung thì tất cả đều có một quy chuẩn để xác định. Sườn nướng muốn làm cho ngon cũng có những công thức chuẩn để làm việc đó. Một trong những cách làm sườn nướng sẽ được giới thiệu đến bạn ngay sau đây. Hãy cùng nhau trở thành nghệ sĩ bằng cách biến tấu chỉ với một loại nguyên liệu là xương sườn non từ thịt heo thành món ăn ngon như cách ướp sườn nướng gia vị xá tế cực nhanh ngay tại nhà. Cách ướp sườn nướng gia vị xá tế cực nhanh chỉ trong vòng 30 phút dưới đây sẽ giúp chị em chuẩn bị được đĩa sườn gia vị xá tế ngon đậm đà mà không hề mất đi mùi vị đặc trưng vốn có của sườn non. Hãy cùng theo dõi những nguyên liệu cần thiết và công thức ướp sườn gia vị xá tế cực chuẩn từ MC Johnny and Podcast này nhé. Chuẩn bị nguyên liệu ướp sườn nướng gia vị xá tế gồm có. Cách ướp sườn nướng gia vị xá tế ngon như sau. Bước 1. Sơ chế nguyên liệu. Các loại gia vị, một gói xá tế 100g, dầu oli tỏi bột, tiêu, và tiêu chanh bột. Các loại khác, 1.2 kg heo sườn non. Một gói bún khô. Chú ý, các bạn có bệnh thận hay chống bệnh yếu thận thì nên giảm đi lượng muối trong thực phẩm. Đối với riêng cá nhân người lớn tuổi như mình thì mình không nêm thêm muối hay nước mắm vào những ẩm thực nướng. Nếu cần bồi bổ thêm vị mặn thì bạn chêm thêm vào thức ăn khi bạn thưởng thức món ăn nướng đó tại bàn ăn. Bước 2. Ướp sườn. Sau khi đã bỏ hết sườn vào bát, bạn cho lần lượt xá tế 100 g vào và trộn đều. Tiếp đó, bạn cho lượng tỏi bột, tiêu, tiêu chanh bột vào và tiếp tục trộn đều. Sau khi trộn xong, bạn cho tiếp phần dầu ô ly vào để ướp sườn. Nêm vừa tay dầu ô ly vào bát sườn đang ướp và trộn đều cho sườn ngắm gia vị. Tiếp tục để ướp sườn trong khoảng từ 15 đến 20 phút nữa. Những lưu ý này, khi ướp sườn thì sườn ướp để nướng nên là những miếng sườn non với phần xương nhỏ. Không nên chọn phần xương to vì quá trình nướng sẽ lâu chín và ít thịt. Khi chặt sườn để ướp, bạn không nên chặt sườn thành những miếng quá lớn vì quá trình ướp sườn sẽ khó. Hay chặt sườn thành những miếng quá nhỏ thì như vậy, miếng sườn sẽ bị vụn. Nên chặt sườn thành những đoạn cỡ 5 cm là vừa phải. Thông thường, với một dẻ sườn mua về, bạn chặt thành 2 đến 3 miếng là vừa xin. Nếu có nhiều thời gian hơn, bạn có thể ướp sườn gia vị xá tế lâu hơn, trong khoảng từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ, trước khi nướng. Tuy nhiên, nếu bạn là người bận rộn, mà vẫn muốn có được một món sườn nướng đúng vị xá tế, do chính tay mình làm, thì khoảng thời gian 30 phút cũng sẽ cho bạn một món sườn nướng xá tế như ý. Với cách ướp sườn nướng này, bạn cũng có thể để các miếng sườn đã ướp gia vị xá tế vào tủ lạnh để nướng vào ngày hôm sau mà không lo sườn sẽ bị hỏng hay mất mùi vị. Bạn có thể ăn món sườn nướng gia vị xá tế này với bún hay dùng món này với cơm hoặc với bánh mì. Người châu Âu thì họ ăn kèm với khoai tây luộc hoặc khoai tây nướng kèm với xà lách trộn. Một bữa ăn ngon đang trên đường với một ly rượu vang đỏ. Mình đang mong chờ bữa ăn tối và rằng mình sẽ tận hưởng những khẩu vị Á Châu vào tối nay. Nhấp vào nút đăng ký bên dưới, thay vì bạn, ông tôi, và đưa cho tôi một nụ hôn, thay lời cảm ơn. Chúc các bạn thành công với cách ướp sườn nướng xá tế này và thưởng thức ngon miệng nhé. Chúc một bữa tối ngon miệng. Trân trọng. MC Johnny N, Thu Ni N, Podcast. Ngày 9 tháng 4. 2023.